Thưa quý vị, cho đến năm 2015, bác sĩ nhãn khoa James Trương vẫn là bác sĩ duy nhất gốc Việt tại quận Cam có bằng chuyên gia cao cấp nhất hội viên fellowship về Orthocare. Hiện nay đã có 100 Orthocare fellowships trên tổng số hơn 4.000 hội viên Orthocare trên toàn thế giới và 58 Orthocare fellowships trên tổng số hơn 1.000 hội viên Orthocare tại Mỹ. Riêng tại quận Cam, bác sĩ James Trương là một trong 4 bác sĩ gốc Việt có bằng cấp Orthocare fellowship. Ngoài bác sĩ James Trương ở Nam California, còn có một bác sĩ ở Bắc California, một ở Texas và một ở Úc Châu. Bác sĩ nhãn khoa James Trương hiện có 5 bằng cấp về thiết kế trồng Orthocare cao nhất, hoàn toàn bằng điện toán và đã hội tụ các tinh hoa và chất xám về Orthocare trên toàn thế giới để thiết kế một loại trồng Orthocare mới nhất, hoàn hảo và hiệu quả nhất. Bác sĩ James Trương có hơn 270 khen thưởng 5 sao trên trang mạng Yelp và hơn 430 video chia sẻ trên mạng YouTube, còn được chọn là Top Doctor of Optometry trong 2 năm liên tiếp 2014 và 2015, sẽ giúp quý vị và con em không cần đeo kính nữa trong thời gian ngắn nhất. Hơn 95% các em làm Orthocare với bác sĩ nhãn khoa James Trương đã không phải đeo kính ngay sau đêm đầu tiên. Để được tham khảo miễn phí, xin gọi 714-418-9607, 714-418-9607. Chỉ có $799 cho độ cận dưới 3 độ nếu quý vị nói đã nghe Mộng Lan giới thiệu quý vị đến với Eye Care Optometry Fun Valley của bác sĩ James Trương. Tham khảo miễn phí, xin gọi 714-418-9607 hay vào trang nhà bacsimac.com để biết thêm chi tiết. Kính thưa quý khán giả, bên cạnh Mộng Lan Lay là bác sĩ James Trương, bác sĩ nhãn khoa chuyên về Orthocare. Mộng Lan cảm ơn bác sĩ với cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Xin chào bác sĩ. Vâng, chào chị Mộng Lan và tất cả quý vị đang khán giả đang lắng nghe. Ngày hôm nay thì đầu tiên bác sĩ sẽ nói về vấn đề cận thị, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục cái đề tài contact lens ạ. Vâng, thì tiếp tục cái đề tài mà cận thị đó, thì tôi xin trả lời một câu hỏi kế tiếp là của rất nhiều phụ huynh đó, gọi vào và hỏi là cái contact lens Orthocare đó là như vậy là mình đeo cho tới khi nào, và coi như là mình đã trả lời rồi, đeo đến khi nào các em tốt nghiệp đại học mà các em không cần phải lo lắng về vấn đề là học bài hay là homework hay là final midterm nữa, rồi lúc đó các em chỉ đi làm, các em enjoy đọc sách thôi, thì cái độ các em không có gia tăng nhiều. Và đồng thời cái thứ hai nữa là lúc đó cái giác mạc của các em nó trưởng thành hơn, nó không có còn quá mềm mại để nó phải phồng ra và nó lên độ nhiều nữa. Thì cái đó là cái câu trả lời cho quý vị nói về cái Orthocare. Mà một cái câu hỏi thứ hai về cái Orthocare nữa là quý vị nói là khi đeo Orthocare đó thì có cái điều gì lo sợ, thì thưa chị đó, là một trong những điều mà mình lo sợ, các phụ huynh phải lo sợ đó là sợ nhiễm trùng. Mà tuy nhiên văn phòng chúng tôi làm rất nhiều trường hợp và cả ngàn trường hợp mà coi như không có cái tình trạng nhiễm trùng nặng. Tất cả những cái trường hợp các em chỉ hơi đỏ mắt tí xíu, các em dội, các em dụi mắt, cái bụi vào mắt các em tí xíu, các em có ghèn, các em hơi đỏ mắt tí xíu là chúng tôi ngưng ngay Orthocare và chúng tôi đã điều trị và trụ sinh là tương đối, sau đó các em trở nên lành lặn, các em trở lại đeo kính lại Orthocare trong khoảng 1 tuần hay 2 tuần. Thành ra cái tôi muốn nói quý vị biết, nhưng mà luôn luôn mình căn dặn các em trong mỗi lần mà khám mắt, các em khám mắt trở lại, mình luôn luôn mình căn dặn là các em là cái điều quan trọng nhất là không có dụi mắt. Tại khi mà chúng ta dụi mắt á, thì vô tình, thực ra khi dụi mắt với cái contact lens, nước mắt chúng ta nằm giữa cái contact lens và cái lồng đen chúng ta đó, thì cái nước mắt nó là một lớp đệm, nó sẽ giúp cho thứ nhất là tẩy bụi ra ngoài, và cái thứ hai nữa là không có bị giống như là bị chảy mắt. Tuy nhiên lỡ một cái hạt bụi là nó lớn quá mà nó nằm kẹt giữa cái lồng đen và cái trồng Orthocare thì đương nhiên sẽ làm các em khó chịu lắm, các em cảm thấy đau mắt và một số em không kiềm chế được, coi như là mình dụi mắt. Thì chính vì cái dụi mắt đó là vô tình mình dụi cái hạt bụi đó, nó lay động đi và nó làm chảy cái mắt của các em. Thì trong những trường hợp đó là nếu mà quý vị phát hiện sớm, quý vị có thể gọi văn phòng và chúng tôi điều trị cũng khoảng trong một thời gian ngắn là xong. Nhưng mà khi mà cái nếu trong trường hợp đó các em không dụi đó chị, thì các em chỉ cần chớp mắt thì cái nước mắt, bản thân nước mắt mình nó sẽ tiết ra nhiều hơn và nó sẽ đẩy cái bụi ra, hạt bụi ra ngoài một cách êm thấm và các em sẽ không bị một cái biến chứng gì hết. Thì một trong những nguyên nhân hàng đầu mà gây nhiễm trùng là do dụi mắt và bụi vào mắt và do dụi mắt. Thì nếu mà trường hợp một số phụ huynh sợ vì thế mà lo sợ, nó thôi như vậy thôi chắc cho các em không nên làm Orthocare cho các em, tại sợ mấy em này không cẩn thận. Thưa quý vị, nếu quý vị cứ lo lắng các em mà không cẩn thận thì quý vị lo suốt đời,
các em vẫn không cẩn thận. Quý vị phải đặt cho các em một cái để các em phối hợp với văn phòng, để hai bên phối hợp với nhau để làm cho các em tự lập được, và các em tự chính các em tự làm, các em tự lập và các em follow một cái, các em theo một cái giống như một cái chỉ dẫn của văn phòng, thì lúc đó bản thân các em học được hai điều lợi. Thứ nhất là các em không phải đeo kính, giữ được cái độ, và cái thứ ba là coi như các em không có quá trình tự lập, chính bản thân các em làm, tự làm và các em trưởng thành hơn. Dạ. Và thưa với quý khán giả, không có đeo AutoCare, không đeo contact lens mà dụi mắt đó, thì bác sĩ James Dương cũng nói là nó bào mòn cái giác mạc của mình nữa, phải không bác sĩ? Đó cũng là một cái điều rất là nguy hiểm, phải không ạ? Vâng, cái lần trước thì mấy lần trước mình cũng có nói là một trong những cái hội chứng mà dụi mắt đó, mà dụi nhiều quá nhiều. Một số các em, chị biết không, có thói quen say mê dụi, làm như dụi là nó đã thì các em dụi như vậy đó, thì cái giác mạc các em bị bào mòn đi. Ừ. Và nó mỏng đi. Và cái chứng đó người ta gọi là keratoconus. Ừ. Là một cái chứng mà giống như nó bị phình lên đó chị. Giống như mình nói, mình kể lại một cái chuyện mình nhớ hồi xưa mà bầu cử đó chị. Có cái phiếu nó bị cái bụng bầu lên đó. Yeah. Nó bị phình lên đó. Vâng. Cảm ơn bác sĩ. Và số điện thoại là 7144189607, 7144189607. Trở lại với đề tài contact lens hôm nay ạ. À, vâng, thì tiếp tục là cái đề tài thứ hai là mình nói qua người lớn. Tại trước đây thì mình cũng nghe người phụ huynh nói là nói con nít hơi nhiều, thì bây giờ mình nói qua người lớn. Thì lần trước mình cũng nói qua rồi là cái vấn đề mà cái dây chằng đó, thì để nó kiểm soát cái thủy tinh thể, thì người ta đã phát hiện ra cái thứ thuốc để làm cái dây chằng đó nó không có bị cứng nữa, và coi như là nó co giãn đều lại, thì chúng ta không cần phải điều tiết. Chúng ta cái khả năng điều tiết chúng ta trở lại giống như còn trẻ. Thì ngoài ra thì giờ trong thời gian chờ đợi thì sao, không lẽ mình chờ đợi 3 năm, 5 năm để cho FDA approve, thì giờ trong thời gian này mình vẫn phải làm cái gì đó. Thì một là mình làm AutoCare. Còn nếu không làm AutoCare thì sao? Thưa quý vị, rất nhiều quý vị đến tham khảo, người lớn tham khảo với chúng tôi. Quý vị nói về tôi ngủ có 3 tiếng, 5 tiếng à. Tôi không cách nào tôi ngủ được hơn được bác sĩ. Tại vì bây giờ bác sĩ yêu cầu tôi ngủ 7 tiếng. 7 tiếng là tối thiểu đi. Thì bây giờ tôi ngủ không được thì làm sao? Tôi uống thuốc ngủ tôi cũng không ngủ được. Thì bây giờ thưa quý vị, có. Ngoài cái cách làm AutoCare tôi ngủ ban đêm, thì quý vị có một cách khác là đeo cái chồng ban ngày. Chúng tôi có cái loại AutoCare ban ngày cho quý vị, nếu quý vị nào muốn làm cái chồng cứng. Tuy nhiên một số quý vị nói chồng cứng thì ok, nhiều khi cái mắt tôi nó khô quá, nó nhạy quá, nó hơi nhạy cảm, thì tôi đeo vào nó hơi khó chịu. Thì thưa quý vị, tùy. Tôi bản thân tôi đã từng đeo rất nhiều loại cái len khác nhau, len cứng, len mềm. Bản thân tôi đã thử trước khi mà tôi thử cho quý vị. Thì giờ đây thì mình có những cái tin tức mới rất ư là tốt cho cái vấn đề lòng chồng mềm. Nếu một số quý vị nào mà không đeo được cái AutoCare ban đêm, không đeo được AutoCare ban ngày luôn, thì chúng tôi có vài cái trường hợp chồng mềm. Thì đây là một cái bài viết rất hay của một người tên là Jane Cole. Thì cái người này họ viết đó, là họ nói là bây giờ những cái phát minh mới là cái hãng Boss & Lomb họ mới ra khoảng giữa năm nay, thì họ ra một cái loại gọi là cái soft lens mà đặc biệt cho cái người lớn tuổi. Thì cái soft lens này á, chị biết không, cái soft lens nó rất là đặc biệt là nó 3 chiều. Nó 3 chiều, tức là mình nói là một cái chiều thứ nhất bởi vì á, mình nếu mà mình đeo cái bifocal thì có hai cái chiều thôi. Chiều thứ nhất là chiều này, chiều gần và cái xa. Thì bây giờ họ đưa một cái chiều không gian nữa, một chiều kế tiếp là chiều giữa nữa. Thành ra họ làm cái loại shop cái chồng coi như cái chồng mềm progressive này mà loại 3 chiều. Thì đây là một phát minh rất mới, hoàn toàn rất mới mẻ. Thì cái này khoảng giữa năm nay họ sẽ có. Thì cái đó là một cái tin tức mới cho quý vị, để quý vị biết. Ngoài ra chúng tôi còn vài loại contact lens mới nữa cho cái vấn đề mà đeo ban ngày cho những người lớn tuổi. Chúng tôi sẽ nói trong phần kế tiếp. Dạ, cảm ơn bác sĩ James Trương, và số điện thoại để quý vị gọi để được tham khảo miễn phí với bác sĩ James Trương là 7144189607, 7144189607. Đôi mắt ta là cửa sổ của tâm hồn, mình phải cần lo chăm sóc thường xuyên. AutoCare là phương pháp an toàn, mời gia đình đến với bác sĩ James Trương. Phương pháp AutoCare làm ngưng tăng độ, không cần đeo kính, không cần giải phẫu, với bác sĩ nhãn khoa James Trương là chuyên gia cao cấp nhất, fellowship của Hiệp hội AutoCare Hoa Kỳ, có bằng cấp thiết kế trồng AutoCare hiệu quả nhất, được rất nhiều khen thưởng trên mạng giáp và được bình chọn là top optometrist năm 2014, sẽ giúp quý vị và con em không cần đeo kính nữa trong thời gian ngắn nhất. Tham khảo miễn phí xin gọi 7144189607 hoặc vào căn nhà www.bacsimac.com. Hi, what's your name? My name is John Tom. How old are you, John? I am 16 years old. And what were your concern or worry before you
do to Ortho-K therapy? My concern was usually getting irritation from the eye, and that's it. Mm-hmm. And how about now? And now it's very clear. I've gotten used to one of my Ortho-K lenses. Okay, and do you know about your vision before you do the Ortho-K therapy? My vision was a negative 3 on the right side of my eye, and my astigmatism was a negative 4. Mm-hmm. And the left side of my eye was a negative 3, and my astigmatism is also a negative 3. Okay, so you have really high astigmatism, and do you have to wear glasses before you do the Ortho-K? Yes. Yeah. And how long did you wear the Ortho-K lenses? I wore the Ortho-K lenses for about a month. A month? And how was it after the first day? After the first day, I was irritated at first. Mm-hmm. But I got used to it after 2 weeks. After 2 weeks. And how's your vision right now? Very clear. Okay. And how do you know about our office? A couple of my family's friends told me, and they recommended to me. Okay, and would you recommend your friends about this treatment if they have to wear glasses right now? Of course, I would. Okay, thanks. And do you want to say anything with Dr. James Strong? I'd love to say thank you to Dr. James and all of your wonderful staffs. All right, thank you, John. Đôi mắt ta là cửa sổ của tâm hồn, mình phải cần lo chăm sóc thường xuyên. Ortho-K là phương pháp an toàn, mời gia đình đến với bác sĩ James Trương. Phương pháp Ortho-K làm ngưng tăng độ, không cần đeo kính, không cần giải phẫu, với bác sĩ nhãn khoa James Trương là chuyên gia cao cấp nhất. Fellowship của Hiệp hội Ortho-K Hoa Kỳ có bằng cấp thiết kế trồng Ortho-K hiệu quả nhất, được rất nhiều khen thưởng trên mạng giáp và được bình chọn là Top Optometrist năm 2014. Sẽ giúp quý vị và con em không cần đeo kính nữa trong thời gian ngắn nhất. Tham khảo miễn phí xin gọi 714-418-9607 hoặc vào trang nhà www.bacsimac.com.